así, tú Ching Ching Lam. Happy New Year. Chính Lam xin kính chào tất cả quý vị và năm mới cho Chính Lam được kính chúc tất quý vị, mọi người, mọi nhà sang năm mới được thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và may mắn. Vừa xem kịch xong thì Hoài Tâm có đọc một cái bài thơ mà lấy vợ lùn. Thì Chính Lam mới xin ban tổ chức liền để cho Chính Lam được đứng ở đây và hát song ca với một người rất thấp mà giọng không có thấp. Nhá, chân ngắn nhưng mà giọng không ngắn. Đó. Người lùn nhưng mà giọng không lùn tí nào hết. Okay. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho sự trở lại của nữ ca sĩ Diễm Liên. Được không ta? Nhỏ con như vậy được không? Một lần nữa Diễm Liên lại xin chân kính chào quý vị ạ. Muốn Diễm tham mang giày, tháo giày ra luôn. Thôi mang đi. Thôi mang đi nha nhỉ. Rồi em giới thiệu bài. Bây giờ như vậy, nãy giờ quý vị nghe nhạc Xuân. Bây giờ hai chị em hát một cái loại nhạc nó không liên quan đến mùa xuân nữa. Nên hát ngoài luồng đi. Không, nãy giờ nhiều người hát ngoài luồng lắm, em không lo nhé. Ok. Vậy hai chị em kết hợp hát cho quý vị nghe một nhạc phẩm rất hay. Chị Lam rất yêu thích bài hát này của nhạc sĩ Quốc Hùng. Bài hát đang mang tên Tiếc Thương. Xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Vỗ tay lớn quý vị ơi. Đây là anh trao em bao đắm đuối, khát khao nụ hôn đêm dài, mà em yêu đang tôm quay bước bỏ đi thật xa sao đành. Người yêu đừng oan trách nữa cho riêng đôi mình em nằm ôm gối chăn lẻ loi. Tại sao em không cho anh biết giấc mơ của em lâu rồi, mà giờ đây sao em bối rối đau thương vì sao em buồn. Người yêu đừng oan trách nữa cho riêng đôi mình em muốn đi thật xa. Đôi mình em, anh ước
được không quý vị? Chào mọi người được đúng không ạ? Một lần nữa quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho nữ ca sĩ Diễm Liên đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều.